Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Diêu. Đấy, hiện tại thì khá nhiều bạn yêu cầu mình làm về clip về vị tướng Diêu này rồi. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Diêu và đi rừng nha. Đấy, lúc đầu thì mình tại vì hiện tại mình đang ở rank kim cương cấm trọ, nên ra mình không biết vì chơi vị tướng gì. Vì thế mình không thể nào trang bị ngay từ lúc đầu giống như những mọi clip. Vì thế nên mình vào trận luôn và mình mới quay nhá. Đấy, lúc đầu mình giới thiệu vị tướng khác cơ, nhưng mà không chọn được vị tướng đấy. Vì thế nên mình phải quay trực tiếp từ cái loát vào trận này thôi. Đấy, thì hôm nay mình chơi vị tướng Diêu nhá. Hôm nay team mình có Lữ Bố, Azenka, John, vâng, thời đại xạ thủ mà. John, đấy, bên kia thời đại xạ thủ và bên kia không chơi AD, thế mới hay chứ. Này, hay hòa. Rồi, ok. Thì mình sẽ trang bị cho nó đó là xa phép đi rừng nhá, gươm Loki này, vương miệng này, rồi thập tự kiếm này, trượng hỗn mang này, và cuối cùng sẽ là sách thánh. Đấy, mọi người có nghe kịp không? Ai không nghe kịp thì stop lại cái khúc vừa rồi ấy, hoặc là nghe từ từ thế nào cũng kịp thôi mà, căng quá. Rồi, ok, thì cái con Diêu này mình cũng chơi khá là ít. Mà thấy nhiều bạn yêu cầu mình làm quá. Ok thì mình chơi thôi. Đấy, đơn giản thôi mà, dễ chơi mà. Trận này mình sẽ lên full phép cho nó, đánh cho nó máu lửa. Mình cứ từ từ mình ăn thôi. Ôi dồi ôi, sao lại thọt cấp thế này. Úi giời ơi, ăn mất một tí kinh nghiệm rồi, đâm ra không lên được cấp 2 đen. Tí nữa thì lên được cấp 2, qua bên này về ăn hết đám lính bên này chắc cũng chưa lên được cấp 4 đâu ha. Hơi căng rồi đấy. Không sao, cứ từ từ bình tĩnh thôi. Từ từ bình tĩnh, đừng có nóng. Đấy. Ê John làm rồi gì vậy cậu? Uầy, cậu làm trò gì đấy? Hello Holy. Ủa bại rồi. Sao vậy? Ê, đi chỗ khác chơi đi. Trời ơi, cần gì giúp đâu. Mình có cần giúp đâu, mình đánh nó được ok mà. Trời ơi, cậu giúp tớ là mất bao nhiêu thời gian rồi đấy. Rồi, cấp 3 rồi. Ăn con này có lẽ chắc chưa được cấp 4 đâu. Tại vì thọt mất đấy rồi. Đấy, mình lên được cái kiếm mà có cái sử dụng tê tái rồi đấy. Lao vào. Đây thì lao vào này. Bạn thích lao vào không? Oma là một vị tướng có khả năng gọi là lao vào. Rất là hổ báo, cao trồn. Đấy, những vị tướng đấy là mình phải... Họ lao vào thì mình cũng lao vào theo. Đấy, cho họ sợ. Lần sau họ khỏi lao vào nữa. Đấy, ghê gớm chưa? Đấy. Rồi, cấp 4 rồi đây. Ê, có chuối này. Dù béo à? Đâu rồi, Zuka đâu rồi? Đi ra đây cái nào? Đúng rồi, hay lắm. Đúng rồi, bạn hay lắm mà. Hay lắm mà. Hãy xem mình chém gió đây. Ui, sao mình chém chả thấm tía gì vậy? Oh, man. Được một mạng rồi, ngon. Rồi đi lên kiếm con rồng ăn chơi cho nó mát ruột cái nào. Anh em đâu rồi? Ui, coi chừng nó lại gõ cho Phang cho lủng đầu bây giờ. Ôi ôi, team mình chả ai bảo vệ được. Ô mến, giúp à. Thôi thì chết em rồi, mà chiêu cuối thế này, chiêu 2 hết rồi, sao đánh đây bây giờ? Đẹp quá. Sử dụng chiêu 2 một cái, team mình kia nó ồ ạt, nó kéo đến. Giống như là quân đoàn quái thú ấy, làm sao mà sống được. Thật là sợ quá đi thôi. Rồi, vẫn chưa lên được cái kiếm sát thương phép đi rừng. Kìa gươm Loki. Ai, ghi gớm không? Gươm đàng hoàng, không phải kiếm nữa rồi. Tại mình hiện tại đang vẫn âm thầm. Nhưng mà hiện tại mình giết một và chết một thôi. Còn team bên mình thì vẫn chưa có động tĩnh gì hết. Vâng, một trận đấu khá là căng thẳng ở rank kim cương ấy. Hãy xem mình đây, ôi giời ơi. Cút quái mà thấy mình cái nó lao vào đến nó đánh mình luôn, ghê chứ. Đúng là con mùi xanh, vãi cái trưởng. Rồi, AD bị chết mạng rồi. Rồi, Lữ Bố chết luôn. Ôi ôi, bên kia nó ganh thế này, chết rồi. Nakaroth quân đoàn địa ngục. Ý độ Nakaroth B-boy công nghệ. Đẹp đẽ sạch sẽ quá. Mẹ liệu cũng có thủ được cái trụ này không đây? Bên kia đi ganh sớm thế nhỉ? Làm sao? Oh man.
Chừng ấy có chữ cuối nha. Sợ đừng có nhờn. Rồi xong, nó đi ra đường giữa rồi. Thế mình kia hay quá, đánh đầu chết đấy này, sao mình chịu được? 1-4 luôn rồi. Làm sao đây khi mà tôi vẫn cứ nghèo nè. Đây có dòng rồi này đồng đội ơi. Làm sao? Ăn dòng một mình được không ta? Ăn thì được đấy mà bên kia nó qua nó lụm lúa chết đấy. Mình sẽ lên giày kim cường nhá. Đúng rồi, cố lên, ăn thì ăn đi nhanh lên. Rồi, nó tới rồi kìa, ôi vãi cả trưởng. Cố lên, chết. Tên tái, oh man, ăn được con rồng rồi. Mừng quá, chạy là thượng sách. 36 kế, chuồn là thượng sách. Làm sao, làm sao mà đụng được tới người tớ. Hello, mấy anh chàng đẹp trai. Đâu rồi, trốn đâu rồi. Hên quá, ăn được con rồng mà thoát chết vào đấy luôn mới hay chứ. Quá là hên rồi. Éo. Con này có chiêu cuối gọi là chạy theo chém gió. Có nghĩa là mình bảo chiêu cuối mà cái là người ta chạy đi đâu mình chạy theo đó vậy đấy. Người ta chạy theo mà chém gió xung quanh thôi. Giống như là giống như là một người mà người ta đã không thích một người khác, mà người khác cứ chạy theo, người ta chạy đi rồi cứ chạy theo lại nhảy bên tai đấy, người ta gọi là chạy theo chiếm gió đấy. Người ta đã không thích rồi mà mình cứ chạy theo, mình nói đấy, đấy nói blum bla gì đó, tao lao mấy lao gì đó. Rồi hiện tại mình là cấp 9 rồi, phủ bên mình ấy, ui giời ơi, do nó không hai à, vãi cả không hai, sao bạn chết nhiều thế, ôm chu đi, bình tĩnh thôi để mình còn đánh nữa, chết đời rồi, thôi xong rồi trận này. Làm clip đen rồi. Này thì chơi này. Ô mẹ, mình chạy theo chém gió mà sao nó không đuổi theo người. Sao nó đứng như một chỗ mà chết xèo như thế được chứ nhở. Đen vãi rồi trưởng nha. Giết luôn, đúng rồi, qua mà cướp này. Ô mất hai cái bùa rồi, chả được cái bùa xanh nào. Đen đầu chứ. Hỗ trợ được có hai mạng. Ok, không sao. Đấy, giúp theo mình rồi có cái tỷ lệ gọi là chết ít rồi đây. Ngon, tại bên kia hổ báo quá, đi qua cướp đồ, giống như siêu nhân đồ, ghê gớm lắm. Rồi, làm sao, oh man, ừ, không trúng ai kìa, chết bạn này, oh, đập luôn á, đùng, oh, chết luôn, ha, Ginu ra nổ cho một phát, em đi xa quá luôn, còn tí thì tí máu kìa, có chữ cuối rồi đấy, nhưng mà bây giờ mình bay vào, mình ulti một cái, phi trụ nó bắn mình chết, thôi, bỏ đi ha. Giữ gìn cái tính mạng mình đi. Chết rồi thôi. Xong. Thôi thế là em đi xa quá luôn rồi. Ơi còn nửa máu, nửa cây máu kìa. Nagaroth còn cái xíu máu kìa. Vãi vậy. Ajanka chết mà bạn vẫn còn cấu được Nagaroth có khúc máu đấy, đùa nhau à. Ê, có rồng. Ê, ăn rồng đi anh. Ăn rồng giúp em đi. Oh man. Đồng thế. Chết. Cố gắng. Làm sao ăn được con rồng rồi. Hay quá. Toàn những pha cướp rồng thần thánh thôi. Còn tí thì tí máu kìa. Na cà rốt này. Na cà rốt b-boy công nghệ đàng hoàng ấy. Đâu có phải dạng vừa đâu. Đã quý luôn ấy. Gớm lắm. Không thể tin được. Rồi xong xem mình lại đi hết rồi. Vâng, đi với hai bạn luôn. Lữ bố với cả John. Yếu đuối quá. Toàn để bên kia mấy bạn ấy xử lý không à? Chỉ đẹp luôn đi. Rồi, năm 11 luôn rồi. Trận này đen rồi, thua rồi. Thua thì thua, cũng phải cố gắng nhá. 1-4. Căng quá. Cố gắng lên để xem nào. Ra mình bắt đầu bự rồi đó, to rồi đó. Rồng mình ăn như thế mà team mình không đánh lại bên kia là thế nào ta? Mình ăn mấy con rồng liên tục luôn, hai con liên tục luôn mà. Ai chà, qua đây, tôi biết được cậu sẽ qua đây mà. Hãy xem mình đây, oh man, một em rồi, hai em luôn. Thơm. Rồi, đứng đây thôi, double tap rồi, double kill rồi. Mẹ, chết này, không chết à. Mình qua đây, mình ăn con rơi chơi con nào. Đứa con rơi chơi nào. Ít máu thế này, chạy à. Chạy đi đâu cho khỏi nắng. Bạn chạy đường nào, siêu việt luôn.
41 rồi, 41 rồi. Á à, chà chà, trận đấu này có vẻ mình có thể là vẫn gọi là cố gắng gọi là KS được mạng thế này là ngon rồi đấy. Cố gắng lên, team mình vẫn chưa thua đâu. Mặc dù team mình chết hơi nhiều một chút nhưng mà mấy bạn ấy vẫn đang cố gắng chơi. Không đầu hàng. Đấy, một điểm mà mình rất là yêu mến. Đấy, mặc dù thất bại nhưng mà ý là mặc dù chết mạng nhưng mà bạn ấy vẫn chưa chịu đầu hàng. Hai, không giống như nhiều bạn khác ủi chết hai mai mạng cái tất cả đứng ở trong nhà. Đứng ở trong cái tế đàn ngáp ruồi, biết ngáp gì trong đấy. Khổ. Trận này mình vẫn đang cố gắng. Ok. Mấy bạn cố gắng thì mình cũng cố gắng thôi. Cố gắng farm một tí nhá. Tí nữa thì tại vì team mình có lợi thế khá là tốt, đó là mình ăn được mấy con rồng toàn là đi phải đi. Cố gắng KS. Hai con rồng bắt đầu khá lợi hại đấy. Rồi bị mất rồng luôn rồi. Nakaros, Nakaros này 5-1 luôn. Hãy xem mình đây. Man, chạy đi đâu vậy? Chạy đường nào? Chạy đâu cho khỏi nắng? Chạy đâu cho khỏi nắng? Làm sao bạn muốn đuổi không? Muốn đuổi không? Chết bạn này, cho bạn chừa. Chết bạn chừa. Oh man. Chết. Mặc dù đam mình khá là bự đấy nhưng mà mình thấy không ổn chút nào. Rồi xong. Chết bạn này. Oh man. Giết. Trời ơi, mình xui thế. Mẹ nó sống rồi. Không phải đó mình cái tính sai lầm một chút. Chờ có chiêu cuối là thế nào Zuka bên kia chết chắc luôn ấy. Nhưng mà đen quá. Còn 4 giây nữa chiêu cuối nó mới hồi. Ôi vãi cả trưởng ra. Kinh thật đấy chứ. Bớt ngủ lại. Không biết bạn ai à, bạn đấy nói ai bớt ngủ lại đấy không biết nữa. Hình như là bạn ấy nói tự nói mình như sao ấy. Vãi cả bớt ngủ lại. Đúng rồi. Ôm chu thôi, không cần phải đánh nhau làm cái gì hết trơn đi. Cố gắng giữ mạng nhé. Azenk 24 chắc là bạn ấy nói mình thôi. Lũ bố với cả Azon tem hình chết ngoài luôn. Đánh đấm gì đây? Khổ quá cơ. Đã chết rồi còn trụ mới còn mất nữa chứ. Không phải chết mà ôm được cái trụ đâu. Thôi bình tĩnh. Phù 6 mạng rồi đây. Cố gắng nào. Á chết cha Azon này. Em đi xa quá rồi. Em đi xa quá này. Ôi sao nó không đuổi theo. Giời ơi. Đuổi theo Nakaros là mình ăn chắc rồi. Trời ơi, làm sao mà có cách gì cho nó đuổi theo Nakaros bây giờ ta. Mặc dù pha đấy đủ tầm để mà đừng cứ chém chiêu. Nakaros, ai à. Qua đây. Vãi cả trưởng. Ê, Oma này, có mạng này, chết bạn này. Đứng đây mà chơi này. Một em rồi, hay quá, tuyệt vời. Hình như nó ra đây đứng đây biến về này. Biết ngay mà bạn trai đứng nào. Oh man, 82 rồi. Zuka, lao vào đi cậu. Cậu lao vào này, ok. 1-3, trời ơi. Tại sao mình không đổi? Quá vui chứ. Quá đổi luôn được chứ. Đấy, kênh lệch thì mạng, chỉ mạng bây giờ là có 5 mạng thôi, 15-20 rồi. Vẫn theo mình vẫn chết nhiều thế nhở. Mình chết được 9, chết 3 rồi. Ôi 1-7 kìa, lữ bố 1-7 kìa. AD thì 2-5. Eo ơi, thế này chết rồi. Thời đại xạ thủ mà xạ thủ yếu thế. Mạnh mẽ lên. Yếu đuối thế này, coi chừng mình kia. Nó kêu này. Thời đại xạ thủ hay là thời đại chế châu. Khổ lắm đấy. Khổ đấy bạn, đừng để luôn. Thời đại xạ thủ mà mình bị lép vế chứ. Bạn yếu quá. Đấy thì clip này mình chơi về tướng Diêu nhá. Cái con Diêu này thì mình thường thường sử dụng cái chiêu nó là chiêu 2 hoặc là chiêu 1. Nói chung là chiêu 2 một cái chúng đối phương đúng không? Chiêu 1 đi một về đánh thường một cái là hồi chiêu 2 liền luôn. Hoặc là mình sử dụng chiêu 2 chúng một cái là mình bay vào. Đấy, đơn giản thôi mà. Mặc dù theo mình chênh lệch 5 mạng đấy. Nhưng mà mình hiện tại đang khá là xanh. Mình sử dụng chiêu cuối một cái thôi là bên kia có thể nát mông ngay, chém gió này, cứu, chết bạn này, ai tốc biến luôn rồi, nó mà chụp cuốn nó trâu quá, làm sao, đây, giúp cho cậu một vé về tuổi thơ, rồi xong, làm sao đây, bạn muốn làm sao, giết bạn luôn này, hổ báo cáo trồn này, đấy, ngon lành ngay, 2-2, nhưng mà Nakaros bên kia hiện tại bạn ấy đã không ở đường giữa, mình sẽ lấy cái trụ luôn. Ấy, được cái trụ luôn, thơm. Ngon quá. Ê, có bùi xanh này.
Ừ thì ăn luôn, ngại cái gì. Chơi, chơi. Ồ mén. Có chừng Zuka nó lao vào đấy. Ôi giời ơi, lao vào đi cậu. Ủa Nagarot kìa, bạn ấy đang gọi là trộm trụ à. Đi về anh em. Đi về dàn cảnh. Dàn cảnh cướp bóc bạn ấy ở ngay cái khu vực rừng nhà mình luôn. Đang ăn bồi xanh đúng không? Ồ, đâu rồi. Hay à? Có bồi xanh mà không dám ăn. À đây. Chết bạn rồi, thôi xong bạn rồi. Thôi xong bạn rồi, đi đâu mà vội mà vàng. Mình tưởng bạn ấy đang cướp bóc bồi xanh ấy, thế mà không phải. Xèo xèo chơi, có rồng luôn, trượng hỗn mang luôn. Ôi đợt này nó xuyên giáp phép thì thôi đấy. Thấm đừng có hỏi luôn đi. Phê. Đấy, xanh chưa? Mọi người thấy mình xanh sao chưa? Xanh nhất tem rồi. Giết được 9 mạng luôn. Chết ba hỗ trợ 8 môn đòi gì nữa. Trận này mình gánh tem chắc rồi. Ừ, ngon. Nếu mà thắng thì gánh tem ấy, nhưng mà chưa biết được. Nhưng mà tem mình có mấy bạn ấy gọi là góp sức hơi bị gớm. Không đầu hàng, số phận, rồi xong. À đây lại chết rồi. Khổ thế không biết nữa chứ. Mình làm sao đây. Có bùa đỏ không? Có bùa đỏ nó này. Ừ thì ăn con bùa đỏ cái đã. Bây giờ mình về cũng chả kịp nữa rồi. Bắt. Lauria, đi đâu hả cậu? Cậu đi đâu? Ôi dồi ôi. Chém gió. Chém gió này. Biến thành cá mà không ăn được chắc. Giết luôn. Sợ gì? Gớm nó sợ gì phát chết luôn đấy ông. Chú ca hỏi đau thế. Quá đau, nguy hiểm luôn đấy. Cố lên, đừng có chết. Ồ, mén, chết hết 3 người luôn rồi. Vãi trưởng ra. Còn mỗi Ginu làm được cái gì đây? Trời ơi, 1927. Oh my god. Giờ chênh lệch 8 mạng luôn, mình vãi rồi chứ. Thua rồi, trận này đen này. Gặp đồng đội đánh kỳ quá. Ăn được, không ăn được. Đừng nói ăn bùa xanh của mình luôn nha. Cậu đừng có nói với tớ là ăn bùa xanh của tớ luôn đấy nha. Phế như thế này còn ăn bùa xanh làm cái gì nữa. Oh man. Trời ơi, vãi cái trường. Ăn bùa xanh như đúng rồi ấy nhỉ. Ôi, đấy phải để cho mình ăn, cho mình giảm thời gian hồi chiêu mình mới đánh được chứ. Nagarot kìa, Nagarot bạn cắm đầu à, làm gì ấy. Vãi cả Nagarot. Rồi, bắt. Ôi, sao không u chiêu cuối luôn. Chờ bắt được Zuka là bên kia chỉ có nát mông thôi. Thề luôn, Zuka là xanh nhất mà. Bắt được Zuka là bên kia là nát mông thần trưởng luôn ấy. Còn đường nào mà sống đâu ấy. Mà bạn ấy tự dưng bạn ấy chạy, thấy Zuka bạn chạy mất tiêu luôn, vãi chạy luôn ấy. Đáng lòng thanh niên. Ê. Ui giời, cái gì cũng ăn hết, mới đánh được cái đấm được cái gì không mà. Ăn hết của mình thế này ấy chứ. Khổ ghê ấy. Ê, may quá có bùi xanh. Đúng may có bùi xanh lại. À, đứng ở núp này. Oh man. Chiều cuối chả được miếng nào ha. Rồi, ăn kinh công này anh em ơi. Ăn kinh công là win thôi. Ăn kinh công đi. Mặc dù team mình hiện tại đang Nó đang kéo ra. Giao tranh rồi. Làm cái gì đây? Oh, crap, mà chiều cuối của mình. Mình sẽ chạy đi và mình quăng chiêu 1. Oh man, cấu máu đối phương 3-4 người luôn rồi, dính trưởng. Chết vẫn rồi, cố lên. Hay quá. Trời ơi, Azenka hay quá, chiếc cuối đẹp quá. Chiếc một đẹp quá luôn. Bắn luôn. Bắn luôn. Yeah, come on. Lên luôn. Lấy chủ win rồi. AD ơi. Bạn AD ơi. Bạn có thấy ở đường giữa team mình đẩy trụ không? Tại sao bạn lại đi đường đấy cái chứ? Đúng rồi. Cố gắng lên, chạy nhanh lên, đẩy chu đi. Thế bên kia bây giờ chết hết 5 người luôn rồi. Thế mình chỉ có 2 đổi 5. Ôi thơm. Win ngược đi anh em. Đúng rồi, hay quá. Win ngược rồi. Hay quá, đây bắn chu kìa, phê pha chưa. Rồi, và trận đấu ngày hôm nay kết thúc ở đây rồi. Oh man. Win luôn. Trời, chênh lệch mấy mạng luôn mà vẫn thắng luôn. Bị ép lan từ đầu đến cuối luôn mà vẫn win. Tại vì thế mình có bạn Lữ Bố, bạn ấy thật là khủng khiếp. Bạn ấy đánh thật là khủng khiếp luôn ấy. Vâng. Và trận này team mình đã lật ngược và là lật kèo thành công. Quá tuyệt vời. Đâu rồi, xem bạn Lữ Bố bạn đâu rồi. Xem bạn ấy sẽ được mấy mạng rồi nào. Bạn ấy xanh quá luôn.
Úi dồi ôi, 30 mà cuối vẫn giết được một mớ mạng hay sao ấy. Rồi ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip này. Mọi người thấy mình lật kèo ghê không? Trận đấu à, mình nói rồi, đồng tâm hiệp lực thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Còn nếu mà âm bài ba mạng AFK đứng ở trong trụ mà tế đàn ngáp đuổi thì chiêu, bye bye.